Mẫu súp lát từ Neo 125 full 125 lít trắng trắng bên DVH Audio này, sáng sớm qua khách ở Bắc Giang xuống lấy cuốn vào đi anh em, đánh rất là ok, giá thì rẻ 14.500 đáp vào bánh 14.500 cặp này làm bánh đám cưới cái chương trình ok luôn. Sân nhỏ nhỏ bánh một cặp, sân to thì làm 2-3 cặp thì giá tương đương luôn, giá rất là rẻ. Từ Neo giá là rẻ một nửa so với loài, so với hãng. Các bạn có tiền mua lo hãng thì làm 2 cặp này đánh tương đương hơn nhiều quý vị nhé, giá rẻ một nửa thôi. Mua một bộ lo hãng thì đủ tiền mua 2 bộ riêng mình, mua 2 bộ riêng mình về ngày đẹp làm được 2 đám, ngày đẹp tách ra làm được 2 đám đánh tương đương luôn, không thì ghép lại thành một dàn to đánh tương đương luôn quý vị nhé. Còn có cách đến Bắc Giang trông thì to nhưng rất nhẹ quý vị nhé, từ Neo nhé. Chưa đến 50 cân, chưa đến 50 cân một cái chiếc to đùng này, ở dưới có chân, chưa đến 50 cân một cái chiếc súp trông thì to vật vã này rất là nhẹ, quý vị đi làm những cái loa từ Neo này nhẹ nhàng tình cảnh rất là nhẹ luôn, và tiếng thì cực kỳ êm và sâu quý vị nhé. Neo này rất là ấn tượng, đánh kỳ cực kỳ.